Xin kính chào quý khán giả. Ấn Độ có truyền thống tích trữ vàng. Nơi đây đang sở hữu tới 1/8 lượng vàng của thế giới. Song khi mà giá vàng không ngừng nhảy múa thì thị trường vàng tại Ấn Độ lại được ví như là đang ngủ đông. Trang mạng kênh truyền hình New Delhi có bài viết cho biết là tiêu thụ vàng tại Ấn Độ trong nửa đầu năm 2020 đã sụt giảm 56%. Còn nếu nói riêng trong quý 2 thì sự sụt giảm là 70%, thấp nhất kể từ năm 2008. Theo trang mạng The Tribune của Ấn Độ thì thị trường vàng tại nước này còn ảm đạm đến nỗi tại nhiều nơi 90% nghệ nhân chế tác vàng giờ thất nghiệp phải bỏ về quê để tìm công việc khác. Thị trường vàng tại Ấn Độ ảm đạm chủ yếu là ở mảng vàng trang sức. Theo đó thì tình trạng kinh tế bấp bênh đã khiến nhiều người không mặn mà với sự lấp lánh của những món đồ trang sức bằng vàng, ngay cả khi xem nó là của để dành. Đang có một xu hướng, đặc biệt là trong giới trẻ Ấn Độ, đó là muốn phá bỏ tư duy cũ, dành tiền đầu tư vào những thứ có ích hơn trong cuộc sống thay vì cất giữ vàng. Dĩ nhiên trong giới đầu tư vàng thì không mấy ai lại đi mua vàng trang sức, mà chủ yếu đầu tư vào vàng miếng, vàng 24K. Tuy nhiên sự ảm đạm của thị trường vàng trang sức thì cũng là một lời cảnh báo tới những ai muốn đầu tư vào vàng. Trang mạng Fortune India đã lý giải là vàng trang sức hiện chiếm tới quá nửa nhu cầu vàng của thế giới mỗi năm. Còn lại có 10% được dùng trong công nghiệp và chỉ có dưới 40% vàng hiện nay là được dùng trong mục đích đầu tư cũng như dự trữ tại các ngân hàng trung ương. Vậy thì rõ ràng vàng tăng giá bất chấp nhu cầu vàng trang sức sụt giảm là sự báo trước cho một quả bong bóng đầy rủi ro đang được thổi phồng trên thị trường vàng. Nhìn chung, cứ mỗi khi kinh tế thế giới gặp khủng hoảng thì giá vàng lại dậy sóng. Nhưng với những tài sản có tính đầu cơ cao như là vàng thì tăng càng nhanh, tụt dốc lại càng nhanh. Điều này khiến những quốc gia có truyền thống tiêu thụ vàng như là Ấn Độ không khỏi lo lắng. Ngân hàng Trung ương nước này mới đây đã phát đi cảnh báo tới các ngân hàng thương mại, khuyến cáo giới hạn cho vay thế chấp bằng vàng trang sức. Giới chức kinh tế Ấn Độ đang lo ngại nguy cơ của một cuộc khủng hoảng nợ xấu do thế chấp bằng vàng trang sức, giống như cuộc khủng hoảng nợ xấu bởi thế chấp bất động sản tại Mỹ năm 2008. Báo The New Indian Express đã dự báo là khi các nền kinh tế mở cửa trở lại và các dòng đầu tư sẽ đổ vào các mũi nhọn tăng trưởng hiện nay như là Trung Quốc hay Việt Nam, cơn sốt vàng vì thế sẽ sớm nguội đi. Vân Anh, phóng viên truyền hình Việt Nam theo dõi khu vực Trung Đông và Nam Á.